chơi gọi là Minecraft lần nữa. Kiểu lần này là chúng ta sẽ chơi một cái series rất dài, có thể nói là rất là dài, kiểu mình cũng chẳng biết khi nào kết thúc nó được, nên ok, hôm nay mình sẽ chơi cách tạo thế giới mới nhỉ. Mình sẽ ghi là kỳ 4 kiểu. Đây là cái đợt thứ 4 mình combat với cái game khủng lồ này. Rồi ok, để spawn ở một cái chỗ gọi là có vẻ không có cây. Ở đây đây có cây này. Nhiệm vụ của chúng ta đầu tiên trong cái game khổng lồ này luôn luôn phải là chặt cây trước, sau đó là muốn làm gì làm, kiểu Sau này chỉ có làm thì mới quá. ở gần đây có cái làng nào không nhỉ, kiểu ở cái khu này là khu đồng bằng ấy, thường khả năng cao là làng sẽ xuất hiện ở gần các khu đồng bằng. Có lẽ là lát mình nên đi check xem là có cái làng nào gần đây không, vì nếu có thì chúng ta sẽ tiện ở trong cái việc gọi là nhà ở. Phải mau tìm một con cừu để mà gọi là kiểu giết. Hey bro, what's up? Sao thằng bò nhỉ? Có kệ bà. Mong là không có mẹ hiện tượng siêu nhiên xảy ra đây cả. Lò. Ui ui ê ui, ui, đâu rồi mẹ phải ui ui mẹ ơi, con này no cái lò của tao không. Ui ui mày chết mẹ ơi, nhanh 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 đi cùng mẹ ăn lô rồi mẹ con chó này, mày phải rồi mọi cả anh hai em thì sắp tới nơi rồi. Hay ở định mạnh bây giờ cái lò của mình quý mất mẹ ơi, phải không? À khoan khoan, mình chưa đặt lò. Ê gà chết tiệt, tôi không có cái gì để ăn đây cả. Damn bro, it's too hot for me. Chết, con mẹ sắp hết nhiên liệu rồi, xong tôi rồi, cái gì đâu. Ôi ơi đi ai người mình no no shit. Ôi, xong tôi rồi mẹ vãi game. Sau đâu cũng có nhỉ. Ui ui, ui mẹ, xong rồi. Ê, con chó này, bà giấu cha mày. Hà. Giờ ai là hàng cừ nào? Cha mẹ game mới vô khó. Tổ cha tôi ghét cái gọi là điều khiển game nữa. Cái đồng hồ làm đâu ấy nhỉ? Ok, cường sáng kiểu. Đấy, giờ sáng rồi. Nhầm vãi. Finally. Ôi, con zombie mẹ tôi cứ giật mình. Tưởng có con gì tấn công tôi từ phía sau lưng kia. Nếu tôi nhìn không nhầm thì đằng kia có một cái gọi là di tích gì phải không? Kiểu nhìn từ đằng xa có vẻ nó hơi giống một cái cổng à. Yo, I found something really epic. Oh, có rừng. Ê, có vẻ trong đây có đồ ngon. Đây là một cái gọi là, ui, có vàng nữa này. Đủ, xịn nhỉ. Kháng lửa một.
và cúp vàng cái gì đó tôi không nhớ lắm. À, rồi hạt sắt 12, lô 14, một obsidian. Nhưng mà có vẻ nhìn xung quanh này không có cái rừng là nào cả. Bây giờ đang sắp tối nữa kiểu. Tội cha. Sao tôi chán ấy nhỉ? Ok, tôi sẽ lấy cái giường đã đây và đi ngủ. You only sleep at night. Tôi cho tôi tưởng không ngủ được luôn chứ. Tôi hay trời tối rồi mà. Ok. Sau một hồi suy nghĩ và cuối cùng tôi đã nghĩ là tôi sẽ quyết định xây một cái nhà nhỏ ở đây. Kiểu rồi là xây một cái nhà sống coi như tạm bợ kiểu bé bé thôi, nó không epic và to con lắm vì để đây vốn là một cái nhà gọi là ở tạm bợ mà kiểu còn gì to. Có thể làm được hàng rào này à? Okay, ngon kiểu. Giờ thấy là tôi sẽ đỡ tốn cổ hơn kiểu. Ba, ok. Hai, ba. Ok, hiện tại là đã có được cái gọi là cửa rồi. Bây giờ chúng ta cần cái cửa kiến. Những thứ không cần thiết tôi sẽ bước nó vào đây. Kiểu ra đây thôi. Xong. Có vẻ ổn áp rồi đấy kiểu. Ôi vào là trời mưa à. Ok, chúng ta đã có 18 cá ở đây rồi. Giờ chúng ta sẽ 4 cá rồi, 6 cá là đủ. Này ngủ sớm đi, không lát lại có con creeper vào nhà nổ chết. Ổn rồi đấy. Rồi sao sao sao. Ok. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn. Áp nhỉ. Về sau kiểu chúng ta sẽ thăng cái địa độ đi theo của nhà này lên. Bây giờ hiện tại là tôi sẽ chặt cái cây ở đây tạo một cái đường đi kiểu. Ok, nhìn có vẻ ổn hơn rồi. Xem nào. Nhầm, cái này. Đây một cây giờ. Đây, cây giờ.
Tập tiếp theo có thể tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện căn nhà này cũng như là đi tới các khu vực hang động gì nọ để đào mỏ kiểu vì nguyên tập này tôi không có đào được cái gì cả, chỉ đào được cái cục đá để xây nhà thôi.